ta sắp chương trình online về môn thể dục ha. Chúng ta học kỳ 2 chúng ta gồm có hai chủ đề. Thứ nhất là chủ đề bài thể dục liên quan gồm 3 nhịp. Và thứ hai là bài bộ môn bóng chuyền. Như tiên tôi vô chúng ta học môn bài thể dục liên quan trước. Trước tiên chúng ta sẽ vô chúng ta khởi động ha. Trước tiên chúng ta thay tay chúng ta chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân đổi chiều. 2 2 3 4 5 6 7 8. Tôi đứng hai tay như cầu vòng quay, xây kiểu tay từ ngoài trong ngoài. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đổi 2 2 3 4 5 6 7 8. Tóm tay cầu thấp. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7. Thôi ta hai điểm nếu mà còn vài chúng ta xây cái phong từ trái sang phải. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đổi 2 2 3 4 5 6 7. Thôi ta giữ người chân gối từ ngoài vào trong. 1 2 3 4 5 6 7. Ta đổi cho nhiều. 1 2 3 4 5 6 7. Thôi ta hai chậm, ta sẽ từ trái phải. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đổi chiều. 2 2 3 4 5 6 7. Thôi ta gặp giữa hai là 8 nhịp. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7. Thôi ta vô bài học bài thể dục liên quan gồm 3 nhịp. Thầy sẽ làm từ nhịp 1 đến nhịp 16 trước, sau đó thầy sẽ hướng dẫn làm về sau, các em nắm rõ. Đầu tiên, 1, ta trái dần ngang, ta phải đi trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Rồi nói thầy đã thi phạm 16 nhịp xong, chúng ta coi thực hiện rồi, chúng ta dở có thêm cho nắm thêm. Thầy thầm lại chậm bên trên coi rõ đây ha. Đầu tiên phải chuẩn bị hai tay đứng nghiêm, chân nghiêm, hai mũi chân đứng chắc thành V. Nhịp 1, tay trái dang ngang, tay phải đi về trước, tay cao ngang dài. 1, nhịp 2, ta phải tay ngang tay ngửa. 2, nhịp 3, hai tay đưa về trước còn ta sắp. Nhịp 4, hai tay chống hông bị gối. Nhịp 5, đá đang chuyên trái lên. Nhịp 6, nhịp 7, nhịp 8 đứng nghiêm, hai tay chống hông. Nhịp 9, bước chân trái dang ngang rồi về hai đưa hai tay đi trước làm tay dang ngang tay cao ngang dài còn tay ngửa. Nhịp 10, tay trái chống hông, chân trái duỗi thẳng nghiêng mình bên trái, tay phải thẳng lên. 10 11 12, tới bên. 13, tay sắp lại. 14, tay phải gập xuống đưa chạm lên mũi tay qua chân trái. 14, 15 đổi lại. 16,